tiếp tục em sẽ lên cho anh em thêm một cây quạt nữa. Cây này cũng rất là nổi tiếng, cây này là Sanyo 2 đồng hồ, hộp số 4 cấp, có số ngủ luôn, có đèn ngủ luôn. Đấy, cái dòng mà anh em cực kỳ thích. Thì như anh em có thể thấy thì quạt này về thì nó cũng là cánh 30 xi mạ lồng, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ở đây thì anh em có thể thấy nó là dòng 2 đồng hồ, nên là bên này là vặn tút lăng cáp xoay, bên này là hẹn giờ. Ở đây thì anh em có thể thấy nó có cái số đèn ngủ. Nhưng mà đèn ngủ này thì khi mà chúng ta sử dụng cái số gió ở đây thì là sẽ không có sử dụng được, mà chúng ta chỉ có sử dụng riêng. Ví dụ như chúng ta nhấn đèn ngủ thì nó hiện đèn ngủ này lên thôi, chứ nó sẽ không có chạy với cả những cái nút này. Đó, cái này cái hơi đáng tiếc một chút. Ở những cái con khác thì là chúng ta, ví dụ chúng ta nhấn nút gió ngủ đi chẳng hạn, thì là nó sẽ có đèn và lúc đấy nó sẽ quay, còn con này thì nó sẽ không. Nếu anh em nhấn nút đèn thì nó tự động nó sẽ tắt cái quạt đi. Đó. Mỗi cái thì nó có một cái hay riêng. Cái này thì nó chỉ mở đèn cho anh em không. Cái kia có nhiều cái thì nó vừa đèn vừa số. Đó. Nên là tại sao mà anh em lại rất thích, yêu thích cái dòng này, nó là vậy. Đó. Quạt rất là êm và khỏe. Và đặc biệt dòng Sanyo 2 đồng hồ này thường nó sẽ sử dụng cái bộ máy gọi là Red Motor, hay nằm phía đằng sau này, anh em sẽ thấy thì là nó gió rất là khỏe. Ví dụ của nó là gió siêu mạnh. Đấy. Nên là hầu như là cây quạt Sanyo 2 đồng hồ nào về là anh em cũng mua mất tiêu. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích cây quạt Nhật hàng xưa, xài chất lượng còn rất là tốt thì có thể liên hệ với em. Cây này em nhắc lại là 2 đồng hồ, rồi là đèn số đầy đủ luôn. Cảm ơn tất cả anh em.